Chữ Á con đọc làm sao? A. A là chữ Á. Nghe con nhỏ phát âm chữ Á, dân mạng hoang mang vì hóa ra lâu nay mình đọc sai cách. Mới đây, một gia đình vì có cậu con trai sắp bước vào độ tuổi phát triển ngôn ngữ mà người ta hay bảo trẻ lên ba cả nhà học nói. Thế nên ông bố trong đoạn video đã cùng con trai mình học phát âm chữ cái. Nhưng mà khi nghe xong thì lại thấy nó hơi cẩn cẩn. Cụ thể, khi được bố yêu cầu phát âm chữ A, Á, Ớ, mặc dù miệng vẫn còn chớp chép miếng bánh đang nhai dở, nhưng cậu bé vẫn ngoan ngoãn nghe lời, phát âm một cách chuẩn chỉnh với tông độ cao vút, cộng với biểu cảm khuôn mặt mà chưa chắc ai có bằng đại học cũng đọc được à nha. Chữ Á có đọc sao? A là chữ Á. Chữ Ớ. Rồi đọc rồi chữ Á. Đoạn clip tập nói cùng con sau khi được ông bố đăng tải đã làm dân mạng cười đến ngoác cả mồm. Một số người đi ngang còn không quên để lại bình luận: cái miệng đọc chấm chiếm thấy yêu dễ sợ. Tự nhiên nghe thằng nhỏ đọc xong mà tôi hơi lú nhẹ. Hóa ra lâu nay tôi đọc sai hả ta. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Nhớ nhấn đăng ký kênh Tin Nhắn 3 Phút để xem những video mới mỗi ngày nha.